Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Quá ha. Hôm nay mình mới về được mới em hút bụi giá mềm mềm nha ha. Mình đang test một em hút bụi màu đỏ, đỏ chói, đỏ đoé. Em nói thì gồm một dây ống ha, một cây lao ha. Cái này đang đưa lên được nha hết. Này gắn vào đây ha. Rồi cái này thì nó gồm nó một bộ hút ha. Bộ hút này phàn nó bù quá, tháo nó xuống đây. Cái này thì mình bấm cái này ha, bụi bấm cái nút này ha, bụi nó rớt ra ha. Rồi cái này mũi tên này với cái này nè ha, mình lắc qua dở lên vệ sinh. Cái ngạm này nè, lắc qua trái vệ sinh rồi hết rồi ha. Gắn vô thì mình cũng cái đầu bự nằm lên trên trước ha. Đó, dặn qua phải ngược xuôi chim đồng hồ rồi ok. Còn cái này thì mũi tên này này nghe mọi người, đúng mũi tên nha, chặn ngược kim đồng hồ rồi ok. Đây ha, ngoại hình còn rất là đẹp, chỉ bị chày xước bởi thì không có nha, chỉ chày xước thôi. Dây điện thì lúc nào cũng là dây dài 5m nha hết. Đây, đó, dây bự dài lắm. Cái nút này là nút thu dâu nữa ha, đè cái nó gọn dây vô nè. Rồi ha, cho tới phần này. Rồi. Còn mình test ra ha, đây có hai cục pin. Cái hút cũng mạnh lắm chứ không có yếu. Đây, cái hút. Cái nút khởi động nằm bên tay trái của cái máy ha. Đây pin nè ha. Ha. Nút hai cục pin vô ha. Nút vô cái này ha. Ok ha. Rất là mạnh, rất là tốt, rất là êm luôn nghe không hết. Giá cả khoai chăng luôn 600.000. Ship có giảm 50% ship cho khách nha. Rồi này nó hút nặng đầu không biết nữa. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay chợ tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau. Xin cảm ơn.